20 đôi nữa. Để đi đi đón vào đây. Tôi đưa anh tôi đẹp đây nha. Tân Giang nha. Cả nhà ơi, xin chào cả nhà. Sáng hôm nay là Long chuẩn bị khai trương Supa Nail Food Massage Ngô Thảo. Long phiền cả nhà là bây giờ mới có 8 giờ thôi mà cả nhà đã vô xem livestream của Long rồi. Bây giờ đây là Nail Spa của Long đây. Đó, mọi người thấy không? Đó, đang chuẩn bị cúng khai trương đây cả nhà ơi, đang chuẩn bị cúng khai trương, có mũi lân rồi đó nè, đang chuẩn bị. Đó, thắp nhang là Long sẽ cúng ngay. Dạ. Hôm nay là ngày 17 tháng 9, Long khai trương rồi, mọi người đến ủng hộ Long nha. Mọi người sẽ tới ủng hộ cho Long nha. Đây, Su Su ơi, đây, tiệm nail mang tên Su Su Nail. Đó. Su Nail. Trân trọng cảm ơn các. 20% đúng không? Đúng rồi, bữa nay giảm. Một bữa nay thôi hả? Một tuần lễ đầu. Cả nhà ơi, cả nhà, hôm nay là 17 tháng 9 năm 2020, Long sẽ khai trương Su Nail Spa. Có food nè, food massage nè, body massage nè, xông hơi nè, rồi nữa là spray nè, facial nè, các dịch vụ làm đẹp nè, rồi nail nè, các bạn gái tới đây làm nail nha. Số 71 Trần Thiện Chánh nha cả nhà ơi. 71 Trần Thiện Chánh, phường 12, quận 10. 71 Trần Thiện Chánh, phường 12, quận 10. Cả nhà vô ủng hộ vô nha. 71 Trần Thiện Chánh, phường 12, quận 10 nha cả nhà ơi. Bây giờ Long chuẩn bị Long đây. À, mừng khai trương. Mừng khai trương Su Ba Kim Tử Long Trinh Trinh. Đó, mọi người thấy không? Thắp nhang xong là Long sẽ cúng thôi. Đây là đường Trần Thiện Chánh. Mọi người thấy không? Số 71 Trần Thiện Chánh, phường 12, quận 10. Hotline 0936667166. 71 Trần Thiện Chánh, phường 12, quận 10 nha. Đây là ngang với lại trường học Vạn Hạnh. Và ngang với bệnh viện Vạn Hạnh luôn, trường học Vạn Hạnh đó. Còn đây là bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh trước mặt. Bên đây là cà phê Du Miên. Cà phê Du Miên, cà phê Du Miên. Dạ, dạ, chào cô. Đó, mọi người thấy không? Ủa ba, khi nào ba cúng vậy? Chuẩn bị nè con. Nguyễn Phượng Linh, Nguyễn Phượng Linh em. Để nấu trước luôn. Cả nhà nhớ giùm Long nha, Su Nail Spa and Food, 71 Trần Thiện Chánh, phường 12, quận 10. Cả nhà đến nha. Cảm ơn Minh Lê, cảm ơn Quỳnh Nhiên. Có lên được khó không em? Có lên được khó không? Dạ, cũng theo bình thường, cũng cầm đầu lên là lắc là được đó. Mọi người nhớ ủng hộ Long nha. Số 71 Trần Thiện Chánh, phường 12, quận 10 nha cả nhà ơi.
71 Trần Thiện Chánh, phường 12, quận 10. Các tình yêu ơi, tới đây làm nha. Môn Nguyễn Su Su Minh Lê. Ừ, con gái chúc ba khai trương Hồng Phát. Ok. Minh Ca Trinh. Mọi người đến ủng hộ Dông Long nha. Rất là nhiều dịch vụ hấp dẫn. Giá cả rất rất là bình dân. Giá cả bình dân. Rồi các bạn ơi, mình rời ra ngoài khách ngang nè. Giá cả rất là bình dân. Food massage body xông hơi luôn. 1 tiếng rưỡi là 270.000. Còn food body mà massage 1 tiếng xông hơi miễn phí là 180.000. Còn nữa là nail thì quá bèo luôn. Có mấy chục ngàn. Chỉ khi nào mình đắp bột ra thì tới khoảng chừng 300-400 gì đó, đắp bột, đắp móng gì đó lông rành. À, làm do Susu con gái làm. Và đội ngũ nhân viên rất là chuyên nghiệp luôn. À, rồi các dịch vụ. Em chúc anh Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Trang, Thu Trần. Thu Trần cảm ơn em, Tuấn Tú, Nguyễn Linh. Rồi, rồi nè thì Tiệm ơi. Rồi các bạn ơi, ra mình ra thắp nhang nè. Thắp nhang cầu cho nữa là mua bay bán đắt mọi người. Quay lại em cầm đi. Rồi. Thank you.
dây điện che. Thank you.
Cái nào trước? Lâu hả? Lâu trước mà đây. Bên nào bên? Đây là phòng foot massage. Hello ông địa. Không bật đèn sáng được không? Cũng là phòng trong hơi của nào. Trong hơi của nào.
Đây là vùng sông ướt. Rồi, mình còn lên phòng một lầu nữa thôi. Cho anh qua trước đi. Đây là không gian của Nam. Xuống dưới luôn. Xuống luôn rồi chụp hình. Thank you.
Long hy vọng rằng mọi người sẽ đến ủng hộ cho Long. Số 71 Trần Thiện Chánh, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Su Nail Spa Food. Rất là nhiều dịch vụ và mọi người sẽ được thư giãn tại Su Nail Spa. Còn bây giờ Long sẽ chào tạm biệt. Chúc cho tất cả mọi người luôn luôn là an lành hạnh phúc nha. Nails. Số điện thoại 0936667166. Su Spa. Bảy mươi một Trần Thiện Chánh nha mọi người ơi. Khắc Thi chúc qua nha Khắc Thi ơi. Giảm 20% trên tất cả các dịch vụ nha cả nhà. Giảm 20% trên tất cả các dịch vụ. Mọi người đến nha. Ví dụ như làm móng á, 60.000 giảm 20% là còn có 48.000 thôi. Mọi người tới nha. Bye bye mọi người.